Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, một bảo tàng quốc gia với 60 năm xây dựng trưởng thành và phát triển, là một điểm đến du lịch văn hóa nổi bật tại Thái Nguyên, thủ đô gió ngàn. Được coi là ngôi nhà chung của 54 dân tộc Việt Nam, thông qua hệ thống 5 phòng trưng bày trong nhà và không gian 6 vùng văn hóa ngoài trời, bảo tàng giới thiệu những bản sắc văn hóa truyền thống đặc trưng của các dân tộc trên mỗi vùng miền đất nước Việt Nam. Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam với các nội dung hoạt động được kết hợp giữa tĩnh và động, quá khứ và tương lai, giữa truyền thống và đương đại, gắn kết với đời sống, thực sự là một điểm đến khám phá văn hóa hấp dẫn, một địa chỉ tin cậy để chiêm nghiệm, học tập và sáng tạo. Để ai đến tham quan trải nghiệm một lần, cũng mong được trở lại với những câu chuyện văn hóa về đất nước và con người Việt Nam.